AFC U20 Asian Cup Uzbekistan 2023 trực tiếp trọn vẹn trên FPT Play. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với các diễn biến của AFC U20 Asian Cup 2023 loạt trận tứ kết. Đội ra quân của họ trong trận đấu ngày hôm nay, họ sẽ chơi với sơ đồ chiến thuật là 5-4-1, là đội hình ra quân mà đội bóng Morgan tung ra sân ở trong trận tứ kết ngày hôm nay. Đứng trong khu gỗ là thủ thành băng áo số 1 Wachsaski. Và như vậy là trận đấu của chúng ta đã được bắt đầu. Bây giờ sẽ là một quả đá phạt góc dành cho Uzbekistan. Một tình huống đá bay xuống xa. Triantis là người đã giải nguy. Tiếp tục là một quả đá phạt góc nữa dành cho đội chủ nhà. Họ đang phủ đầu đội bóng đến từ xứ sở chuột túi. Bóng đưa vào vị trí 5m50 khá lưỡng lự. Và vừa rồi là một pha dàn xếp đá bài ấn tượng đến từ Uzbekistan. Bóng vẫn còn, không vào. Suýt chút nữa là đã có bàn mở tỷ số dành cho đội chủ nhà. Hai tình huống đá phạt góc, đá bài liên tiếp rất nguy hiểm. Lần này bóng được dồn ở cầu gần và sau đó nó xuất hiện tới với vị trí của cầu thủ mang áo số 3 là Kusanov. Pha đánh đầu ở cự ly cận thành, bóng đi vọt xa. Nếu thấp hơn một chút thì bàn thắng sẽ rõ ràng hơn dành cho Uzbekistan. Điều chuyền rất nhanh, pha thoát xuống của số 10 bên phía U20 Australia. Sikicic, cơ hội không vào. Tình huống bay người trước điểm không trúng bóng. Pha lùi là ép. Tiếp tục là một tình huống đi sâu vào cấm. Xuống bóng. Pha xử lý đầy quyết tâm của Faizu Laev. Vừa rồi thì số 14 bên phía Uzbekistan đã quyết định chuyển điểm bằng chân trái ở một vị trí. Bóng vẫn còn dành cho Uzbekistan. Pha xử lý từ xa. Askarov trong vòng vây của ít nhất 3 cầu thủ Australia vẫn quyết tâm xử lý một pha bóng đầy táo bạo. Kondokonov. Tiếp tục là một pha đi bóng rất khó chịu của Kondokonov, không vào. Thực sự ấn tượng đến từ các cầu thủ Uzbekistan. Một pha xử lý tự tin trong vòng vây của ba cầu thủ Australia. Tự tin nữa của Rolin. Đó sẽ là một điều bất ngờ và thường xuyên được sử dụng ở trong trận đấu đây. Coi không vào. Nó bắt nguồn từ pha kéo bóng rất tự tin của trung vệ áo số 2 Rolin và mở ra cơ hội cho tình huống tấn công này của U20 Australia. Đi vào trong. Phối hợp 1-2. Truy vào. Một tình huống phối hợp cực kỳ ấn tượng của U20 Uzbekistan. Một pha bóng mà kỹ thuật cũng như là chiến thuật của các cầu thủ áo trắng ấn tượng thật sự. Kondokonov quy định sút xa rất căng. Bóng vào cung. Đáng tiếc là tình huống dứt điểm thứ hai của số 13 lại khiến cho anh bị trượt chân. Thì Sanov đã tạo ra một pha bóng táo bạo với một cú đá rất căng ở cự ly rất xa. Bóng đi như là một quả tên lửa. Một pha lên bóng theo trục dọc giữa sân của Australia. Xé nát dành cho Oliveira. Vẫn là Oliveira. Chuyền vào. Cơ hội. Không vào. Một tình huống cứu thua của thủ thành Boymurodov sau một pha lên bóng cực kỳ ấn tượng của Australia. Họ thực hiện các pha phối hợp theo trục dọc và sau đó bóng được đưa vào. Và người đã thực hiện cú đá cuối cùng là tiền đạo Popovic. Trước đó là nỗ lực của Oliveira
và những tình huống chạm bóng của Lupane. Konokonop, cơ hội đây rồi, không vào. Không thể tin nổi, ở trong vòng bóng vừa rồi thì Feisulev lại đá ra ngoài. Không hề có lỗi việt vị. Pha bóng quá rườm rà của Josef Fode. Và bây giờ tốc độ của Feisulev. Feisulev đi bóng qua người, bên trong có người, làm gì đây? Không được. Popovic, cơ vào! Bàn thắng đã được ghi dành cho U20 Australia. Nhưng ở một pha bóng cụ thể thì tầm vóc và sự thính nhạy vị trí của Popovic là đủ để cho họ có thể tạo ra được bàn thắng. Popovic xuất hiện ở một vị trí điểm mù ở sau lưng hàng thủ của đối phương và ở một cự ly quá gần thì đã không có một cơ hội cản phá nào dành cho Boymuradov. Zoborov có khoảng trống và bàn thắng cứ như là một vụ nổ để kích hoạt những tiếng vỗ tay và tiếng ồ lên của hầu hết các khán giả của đội chủ nhà. Cú đá ở góc hẹp của Abduramatov. Konokonov qua được hai người, qua ba người, không vào. Konokonov, số 7 của Uzbekistan, đã qua được 3 cái bóng Australia ở trong trận đấu này. Anh đang cần sự khích lệ và những cái đồng đội đang cần sự khích lệ đến từ các cầu thủ viên. Không vào! Một pha duỗi mù rất căng, rất căng. Susa rất căng, vẫn còn có một tình huống nổi còi hay không? Chúng ta đã nhìn thấy trọng tài đã cầm cái còi chuẩn bị thổi rồi, nhưng sau đó thì ông lại không. Một pha bóng rất nhạy cảm. Vẫn là nỗ lực của Zoborov. Cơ hội dành cho Uzbekistan. Cơ hội vẫn còn. Không vào. Vẫn là cái sức ép của đội chủ nhà. Cầu thủ áo số 2 bên phía đội chủ nhà đã được vào sân. Uzbekistan đã rất gần bàn thắng rồi. Cú đá từ xa nó đi sát sạc vào cầu môn Zirik. Bóng hay, không vào. Đó là tình huống dứt điểm từ tuyến hai của Sekicic. Bóng đi sát sạc vào cầu môn của Boymuradov. Và hai hiệp phụ của chúng ta cũng đã kết thúc. Sau 90 phút thi đấu chính thức cộng thêm hai hiệp phụ, vẫn không thể tìm ra nhà chiến thắng cuối cùng. Và bây giờ sẽ là khoảnh khắc của những loạt đấu súng, khoảnh khắc của đẳng cấp, bản lĩnh và những sự may mắn sắp sửa đến với chúng ta trong màn so tài giữa Uzbekistan và Australia. Năm năm chờ đợi, U20 Ả Rập Xê Út trở lại để bảo vệ ngôi vương. Nhưng sẽ không dễ dàng với giải đấu tại Uzbekistan, khi đối thủ là những đội bóng trẻ hàng đầu châu Á. AFC U20 Asian Cup Uzbekistan 2023 khởi tranh từ ngày 1 tháng 3 trực tiếp, trọn vẹn trên FPT Play. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.